hình như trong nhà có trộm. Ông đứng ở đây đợi cháu. Nếu bọn nó vẫn còn ở bên trong thì nguy hiểm. Hay là ta cứ báo công an? Đã biết gì đâu mà báo. Cháu có vũ khí, ông yên tâm. Ông đừng vào đấy. Con gái không nên bạo lực này con. Cơ đấy. Hey. Hai ông cháu thay cái ổ khóa mà chả báo gì cho người thân cả. Hát hủi quá, như thế là không được. Thần thiết gì mày? Biến. Bố nói thế là không được. Biến là biến thế nào? À. Nhất là thân là đằng khác. Đằng ấy là người đẻ ra mình. Mình lại là người đẻ ra đằng này. Thế là quá là người nhà rồi còn gì nữa. Biến đi. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Ôi giời, bố. Cứ lúc nào gia đình sum họp cái là lại bỏ đi. Con chỉ còn từng này thôi. Thế mày nghĩ bố mày cần cái bạc lẻ này của mày? Ông mới bệnh viện về, còn đang bị bệnh tim. Bố để cho ông yên đi, đừng có giở trò. Con mất dạy. Mày lại dám nói bố mày giở trò với mày á? Mày muốn tập phẩm bài phát không? Bao nhiêu năm nay bố chỉ biết dọa đánh người thôi à? Đây, bố đánh đi. Mày tách. Con không sợ đâu. Con nói cho bố biết, bố mà làm gì ảnh hưởng tới ông, bố đừng có trách con. Được, con này cứng. Mày rất là giống bố. Được đấy. Ê, ê, ê. Bố đi đi. Bố ra ăn cái gì? Sao bố lại về nhà bố chứ?